Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bất động sản Winhomes. Hôm nay mình sẽ nói về không để dừng thi công cao tốc Bắc Nam vì dịch Covid-19. Hiện một số đoạn thi công cao tốc Bắc Nam phía đông nằm trên địa bàn áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nhưng chủ đầu tư, các nhà thầu phải đảm bảo thi công liên tục. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện một số gói thầu thi công đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn năm 2017 đến 2020 đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Trong đó, một số đoạn thi công qua địa bàn đang áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch như Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai v.v. nên cũng ảnh hưởng tới hoạt động thi công. Theo phản ánh của các nhà thầu, vị trí thi công trong khu vực giãn cách xã hội các địa phương kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào nên các nhà thầu gặp khó khăn khi đưa nhân sự, máy móc, thiết bị, vật liệu tới công trường thi công. Bên cạnh đó, các dự án vẫn xảy ra tình trạng thiếu đất cát sang lấp nền đường với giá tăng cao, một số vị trí mặt bằng chưa được giải tỏa nằm xen kẹt trong vị trí thi công. Để đảm bảo tiến độ thi công các đoạn cao tốc Bắc Nam ngày 22 tháng 8, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã tới công trường một số dự án kiểm tra, làm việc với chính quyền địa phương để tháo gỡ qua kiểm tra công trường, ông Tuấn yêu cầu đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu phải có giải pháp để vừa đảm bảo thi công đúng tiến độ, vừa phòng chống dịch covid-19 khi có nhiều địa phương dự án đi qua đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trong đó, các nhà thầu lên phương án tổ chức ăn ở tại công trường với kỹ sư, công nhân, hạn chế việc đi lại ra khỏi công trường. Ông Tuấn cũng giao cục Y tế, Bộ Giao thông Vận tải tham vấn, xây dựng để bộ sớm ban hành quy trình mẫu cho các nhà thầu thi công ở vùng đang có dịch, vùng áp dụng chỉ thị 15, 16. Ngày 23 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải cũng có công điện về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và sẽ ngân vốn đầu tư trong năm 2021. Trong đó có yêu cầu các đơn vị xử lý cán bộ liên quan kém năng lực trì trệ, nhũng nhiễu, tiêu cực làm cản trở, chậm tiến độ các dự án đầu tư công. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm tổ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Di Lâm làm tổ phó cùng lãnh đạo các cục vụ liên quan. Theo Bộ Tài chính, tới hết tháng 7, một số đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông đang chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân mới đạt 46% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn khả năng không hoàn thành đúng kế hoạch vào cuối năm. Một số gói thầu thi công các đoạn Mai Sơn, Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết dầu dây đến nay cũng chậm. Bên cạnh đó, tiến độ giải phóng mặt bằng 11 đoạn cao tốc Bắc Nam cũng chậm, tới nay mới đạt 97% mặt bằng sạch, dù mục tiêu của chính phủ hoàn thành trong năm 2020. Điều đáng nói, rất nhiều vị trí thi công bị ảnh hưởng bởi mặt bằng chưa được giải tỏ nằm xen kẹt, rải rác trong dự án. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh Bất Động Sản Quyên Hôm nhé!